hay nó dầm mà nói cái nó mắc khở nó tối nó không chịu có một chiếu hết trơn đó đấy một chiếu vậy mà hỏi thế chối mà chối mắc cỡ anh Út làm sao anh Út nghe nói là thường đáy dầm lắm phải không có không bà anh Út có đáy dầm không trời ơi đã cho cái nệm cái viết rồi cắt bỏ luôn sao vậy nó đáy chẳng còn làm sao hay đáy dầm lắm hả trời nó sao không lớn rồi mà đáy dầm vậy hỏi nó nói không không mà mình đâu cái giường anh Út đâu dẫn chuẩn bị vô coi coi chuẩn bị cài cái này vô mình nói chuyện nha cài cái này vô là nó hết đáy dầm luôn á rồi rồi đi vô coi coi Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay được sự giới thiệu của một cô hàng xóm thì Tuấn Vĩ đang có mặt tại ấp Long Bình, xã Phú Hữu của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay Tuấn Vĩ vô thăm hoàn cảnh của một người già, cũng bên cạnh đó thì lại có một người con cũng không được cho tỉnh táo. Chào anh, chào bà. Anh ra đây đi anh ra đây đi. Sao đứng thập thò quá vậy? Dạ chào bà năm nay bao nhiêu tuổi ha? 80. Bà 80 hả bà? Còn mấy ngày nữa 83. À còn mấy ngày nữa là 83 rồi đó hả? Dạ, cho con cài cái này cho bà nói chuyện cho nó rõ ha. Dạ, không có đau đâu. Con để đây ha. Dạ. Vậy là bà năm nay là sang năm là 83 rồi đó ha. Dạ. Dạ, con hôm nay con tới thăm bà, con có tặng cho bà hộp sữa nha. Dạ, đây là sữa Ensure nè. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, thấy đẹp lão quá trời mà sao nằm chỗ vậy? Không phát lên nó đau, một đêm cái rồi nằm luôn. À. Nó đau bệnh gì vậy bà? Không biết sao nó giật cái xương sống rồi. Nó giật cái giò này. Ờ. Rồi giờ ăn cơm thì nằm móc ăn. Ừ. Vậy thì ai đút cho ăn? Để đây nè. Ừ. Để đây. Vậy là anh Út có đút được không? Nó ăn không biết gì hết trơn, làm đổ trơn mà. Vậy hả? Dạ, anh Út ngồi bên đây giùm em cái, bởi vì bên đó nó tối quá. Dạ, anh Út lấy cái ghế qua bên ngồi bên đây nè anh Út. Anh Út thì sao, đã có vợ gì chưa? Chưa. Ủa sao không lấy vợ đi? Từ đó giờ nó bệnh vậy nè, đâu có nó. Vậy hả? Bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? Bệnh tâm thần. Cái gì? Thường thì Tuấn Vĩ thấy người ta bệnh tâm thần, người ta đâu có biết mình bệnh tâm thần đâu. Có khám. Hả? Có khám rồi hả? Có khám rồi hả? Khám rồi. Thì ai nói anh bệnh tâm thần? Ai nói anh? Ở Tiền Giang, cái giấy tờ chị nó mỗi bác sĩ tháng. Nói hả? Có ghi trong giấy. À, bác sĩ có ghi trong giấy hả? Mỗi có đâu. Mình tự tin lên, đâu có bệnh tâm thần đâu. Bệnh tâm thần làm sao mình biết được mình bệnh tâm thần? Nhờ uống thuốc đó. À, nhờ uống thuốc đó hả? Nghĩ chừng một tuần cái nó đi hoài nó không có cần gì nhà nữa. Ủa rồi đi đâu vậy? Nút đi đâu ra vậy? Chợ. À, đi ra chợ hả? À nhưng mà anh Út hay đi ra chợ để làm gì vậy? Đi dòm đầu này dòm đầu kia đi hoài. Đi dòm vậy thôi hả? Đi dòm thấy cái gì ngoài chợ? Đồ quán. Hả? Đồ quán bông. À rồi để phải hỏi thăm anh Út một chút xíu đó. Dạ. Rồi em cài cái này cho anh Út nói chuyện cho nó rõ ha. Vậy thì đi ra ngoài chợ thì thấy những thứ đó để làm cái gì? Nhìn. Hả? Nhìn. Nhìn thôi hả? Nhìn thôi chứ không có khóa gì hết á. À nhưng mà nhìn vậy rồi có mua không? Không. Để nhìn để làm gì nè? Nhìn cho nó vui mắt vậy thôi hả? Chứ cô không đẹp gì mấy. Hả? Chứ cô không có đẹp gì mấy. À cũng không có đẹp gì mấy hả? Ở nhà nhìn vòng vòng nhà cũng có bông vậy? Vòng vòng nhà cũng có bông chứ đi chơi chợ làm chi này, ở nhà thì lo cho mẹ. Vậy thì mấy người con của bà, mấy người khác thì là có vợ có chồng hết hả? Vợ chồng đi mà xa mà hồ rồi. Ở Bình Dương này kia ha. Thì ai lo nhà nấy chứ không có về với bà được ha. Dạ. Vậy thì anh Út có giúp mẹ được cái gì không? Dạ có. Anh Út giúp mẹ gì nè?
nấu nước rồi coi quá tắm rửa đi cầu. À coi ha. Giờ có dẫn mẹ đi được không? Được. Dẫn mẹ đi được ha. Vậy thì tắm rửa này kia thì anh Út có tắm được cho mẹ không? Có. Có tắm được luôn hả? Dắt vào nó xấu thế mạng mà con. Phải không bà? Anh Út có làm được không? Nó xấu hoài, nó để là mà ấy sợ bao rồi nó xấu thế, nó xấu ngập muốn chết. À, có nghĩa là xối cho qua chuyện vậy thôi ha. Nó xấu cho ướt hết rồi biểu đi vô. Xối xong thì kêu vô vậy thôi chứ không có kỳ, không có chùi rửa gì hết trơn hả? Nó mà không chừng mấy ngày nó không đi tắm, nó sai nó tắm ra thôi. Tắm chi? Vậy thì bản thân của anh Út thì anh Út có tắm không? À, có. Có tắm hả? Chừng nào mà la nó dữ lắm. Dữ lắm thì để mời mốt mày đi ra chợ người ta bắt mày đó. Tao nói mày khùng mày không tắm. À, vậy la dữ lắm mới tắm hả? La dữ lắm mới tắm. Mày xuống nhúng nước nó lên. Lặn ướt tàu cổ lên. Vậy đó ha. Giặt đồ. Sao mà anh Út làm biến tắm này? Nói biển nghe nè. Có tắm. Có tắm hả? Nhưng mà sao mà lại làm biến tắm? Tắm cho nó sạch. Đâu có làm biến tắm. Biểu nó năn nỉ nó đi tắm. Mẫu nó đừng năn nỉ nó gần chết. Mẹ nói đó, mẹ nói năn nỉ lúc mới đi tắm đó. Kêu giặt đồ nó mới giặt hôm qua không? Ừ. Trời ơi quần áo. Vậy có giặt được đồ cho mẹ không? Dạ có. Vậy ha. Ờ, giỏi, dễ giỏi rồi. Nó dung nước của anh em vô lên nó phơi thôi chết còn mày ơi. Vậy anh Út có nấu, tự nấu cơm được không? Được. Nấu được luôn. Mấy hôm tôi nằm tới nay nó nấu bữa là cháo bữa khét. Kệ mồ nó ăn nốt. Vậy thì canh này thì ai nấu vậy? Này con nhỏ cháo nó cho. Hàng xóm mới đem qua. Nó phụ mở nó tiếp nó. À vậy là phải nhờ hàng xóm tiếp dùng. Rồi, vậy thì nhà sao treo tùm lum vậy nè? Ừ. Cái gì con thằng lằn á. Treo cho nó đỡ thằng lằn nó rớt xuống hả? Ừ, thằng lằn nó rớt xuống. Dạ. Hiểu không? Cái này mưa thì tạt. Dạ. Cái kéo. Con thấy cái giò của bà là sao mà cái bầm tím tím vậy bà ha? Trời ơi, con ngứa một năm mấy nay rồi gần chết mà. Mà đi bệnh viện nào xin thuốc hoài rồi mà nó không có hết. Trời, không có vụ gần chết đâu, còn khỏe mà. Nó không có hết bệnh á. Không có hết bệnh á hả? Ừ. Thì bà nằm bao lâu giờ rồi? Tính Tết này 2 năm rồi. Tết này 2 năm? Con ngứa thôi, con hồi muốn riêng. Ừ, ngứa hả? Không ngủ được sáng đêm. Vậy là cái này mình phải đi khám để lấy thuốc chứ. Làm biết đi thành phố khám. Mà tiền đó mà đi nhiều dữ vậy. Phải đi khám lấy thuốc mới được. Chứ con thấy cái tay của bà nè. Thấy cái tay của bà dập là nó trơn à. Ấy dữ lắm nè. Nó vơ nó trên này. À. Trời ơi nó ngứa nó giải hết. Dạ. Muốn điên luôn. Dạ. Rồi ông thì mất lâu chưa? Lâu rồi, nó mất 10 tuổi. Ồ vậy đó hả? Lúc đó anh Út mới có 10 tuổi hả? Giờ nó mấy chục tuổi rồi mà nó cũng không mệt. Vậy rồi hồi đó rồi bà ông mất rồi bà không có bước thêm bước nữa hả? Ôi trời ơi, nghèo muốn chết. Có còn chi nữa. Ừ. Rồi mà ăn mỗi ngày đi cắt lục bình. Ừ. Đi kiếm ai cho lục bình cắt. Ừ. Vậy bây giờ thì bà lấy tiền ở đâu để mà sinh sống nè? Nhờ trên xã đó, cái sổ của nó là cho 1 tháng 10 cái gạo. Ừ, mấy cái bà ngoài chợ đó. Yeah. Thấy ai cho mấy bà xin giùm gửi xem ra ôm nó vô. À. Nhờ mấy bà ngoài chợ người ta cho người 5 kg rồi vậy đó. À. Chủ yếu là cho gạo ăn thôi ha. Cho gạo, có khi cho nước tương. Khi cho nước mắm. Yeah. Bệnh hoạn này kia thì đâu có tiền đâu mà chỉ đi khám bệnh này kia ha bà ha. Đi qua bệnh viện đó thì mình xách bảo hiểm. Ừ. Bảo hiểm qua khám. Dạ. Mà uống hoài nó cũng chánh chơ. Ngứa sang đêm tối ngày nó ngứa muốn chết. Rồi anh chị ở trên Bình Dương thì có hay về thăm bà không? Đâu đâu nó gì à. Nó lo con lo cháu nó cho 150 vậy hả để dành chiếc thuốc đi. Thôi. Ừ. Con cháu nó tầm lưng cháu ngoại cháu nội. À.
Thì vậy để hôm nay con vô thăm rồi con xin trích ít tiền của Mạnh Thường Quân con hỗ trợ cho bà ha. Dạ, cảm ơn. À, thôi bà đừng giả con tổn thọ cho cha đó. Dạ, tổn thọ. Kể là bà suốt ngày cứ nằm vậy thôi chứ đâu có đi tới đi lui gì được hả bà ha? Đi cho nó sụm té. Dạ. Mà không dám đi, té không? Dạ. Té nữa là khổ nữa. Dạ. Thì bà ơi, hôm nay con vô thăm gia đình thì con cũng xin trích ra 3 triệu đồng ở trong cái quỹ của con. Dạ. Để con gửi cho bà để phụ bà tiền thuốc men ăn uống chút đỉnh. Rồi bên cạnh đó thì cũng có chai dầu nước xanh của các cô chú ở bên Mỹ có gửi về cho con để con đi làm từ thiện. Dạ, con gửi cho bà 3 triệu đồng với một chai dầu nước xanh cho bà nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thì trong 3 triệu đồng này đó thì con xin đọc tên của ba nhà hảo tâm mà có gửi tiền cho con để con làm quỹ để con đi hỗ trợ đó. Thì 1 triệu đồng là của em Diễm ở bên Mỹ, rồi 1 triệu đồng thì của chị Lan Phương, còn 1 triệu đồng còn lại là của một em gái giấu tên, là 3 triệu đồng nha bà nha. Còn dầu nước xanh thì cũng của cô chú bên đó có gửi về cho con để con đi cho các cụ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Con chúc bà mau khỏe bệnh nha. Dạ. Chúc bà ăn Tết vui vẻ. Dạ. Ngứa biết là thôi không biết. Đậu đít thì nó ngứa chịu không nổi. Ngứa hả? Ngứa. Dạ. Gãi biết mà đúng không? Dạ. Mát. Chắc là do cũng một phần nữa là do không có tắm rửa thường xuyên đó. Cho nên là nó ngứa. Cũng hay. Dạ. Nhiều khi cũng có. Ở xóm người này thì. Rồi còn anh Út sao? Anh Út nghe nói là thường đáy dầm lắm phải không? Có không bà? Anh Út có đáy dầm không? Trời ơi, đã cho cái nệm cái viết rồi cắt bỏ luôn. Sao vậy? Nó đáy chẳng còn làm sao. Hay đáy dầm lắm hả? Trời. Nó sao không lớn rồi mà đã dầm vậy? Hỏi nó nói không không ừ. mà mình đâu cái giường anh Út đâu, dẫn Tuấn Vĩ vô coi coi. Tuấn Vĩ cài cái này vô mình nói chuyện nha, cài cái này vô là nó hết đáy dầm luôn á. Rồi rồi đi vô coi coi. Đâu nè, cái giường của anh Út ở đây đó hả? Thấy cái chiếu này nó lủng thì có phải là đáy dầm nó lủng không? Không. Vậy đó hả? Sang có vậy, cái này là đạp giò hả? Của bà. Hả? Của bà. À của bà hả? Của mẹ hả? Ừ. Ủa rồi của mẹ sao để đạp giò vậy? Không biết, bà lăn hột gà. Cái gì? Lăn hột gà. À, lăn hột gà mình mẩy á hả? Ai lăn cho mẹ vậy? Tự bà lăn. Tự bà lăn hả? Ủa lăn hột gà để làm gì? Bớt ngứa. À, cho nó bớt ngứa hả? Vậy được có bớt không? Hơi bớt một chút. Hơi bớt một chút hả? Còn họ cũng bị lại nữa à. Rồi còn anh Út có ngứa không? Không. À, phải tắm nha, không tắm là ngứa đó. Rồi hôm nay nấu cái gì ăn coi? À, chị nói sao? Không biết, không giống mấy người. À, chắc là đâu biết. Ảnh bị ấy mà làm sao biết được cái chuyện mà đọc số này kia. Đúng không? Hồi đó học lớp mấy vậy? Lớp 4 nè. À, tới lớp 4 nữa hả? Ồ, vậy chắc biết đếm, biết cộng trừ mà đúng không? Biết cộng trừ. Ừ. 5 cộng 2 còn mấy? Còn 7. Đó, thấy chưa? Đừng khinh thường nha, chị đừng khinh thường, thấy mấy cái em kia, thấy mấy em kia hay cộng thấy trừ rồi nay bắt em này cộng. Coi vậy chứ cũng biết chứ bộ à. 7 cộng 3 bằng mấy? 7 cộng 3 bằng 8. À, vậy đó ha. Ồ, giờ thì em mới hiểu đó. À, giờ thì em mới biết chị ấy. 7 cộng 3 bằng 8 hả? 8 trừ 2. 8 trừ 2 còn 6. Ờ đúng rồi. 6 cộng 3. 6 cộng 3 bằng 9. Ờ. 9 cộng 2.
9 cộng 2 11. Ừ đó biết đó. Chỉ có 7 cộng 3 là trật thôi. 7 cộng 3 bằng mấy vậy? 7 cộng 3 bằng 10. Đó đúng rồi, hồi nãy nó bằng 8 là trật rồi. Ủa vậy sao thì không đi dép gì hết trơn hả? Có mua dép. À mua dép. Năm nay nhiêu ta? Năm nay nút bao nhiêu ta? À 43. À 43 rồi đó hả? Vậy là 43 là sinh năm 79 hả? 79. À 79 tuổi con gì? Tuổi mồi con dê. À tuổi con dê. Rồi giỏi. Thôi trước khi đi ngủ là phải đi đái trước nghe không? À. Trước khi đi ngủ để đi đái trước để nó cái bong bóng nó căng lên là bắt đầu nó đái ra giường á. Nghe không? Rồi cho Vĩ mượn cái này ha. Rồi. Để Vĩ hỏi thăm hàng xóm chút thôi. À. Chào chị. Vậy là chị hay đưa cơm qua cho bà ăn đó ha. Cho em đứng đây một chút cho nó sáng đây. Để trời gắn nè. À. Vậy thì chị hay giúp bà cơm nước này kia à. Chị ha. Thấy ở nhà không có ai cho đi qua cho giúp ở xóm nhà cái bên nè. Thì đi qua giúp đem nấu cơm, nấu nước đem qua cho ăn. Dạ. Có gì cho ăn nấy. Nghe nói anh Út bị bệnh vậy thì cũng không làm được gì hết, biến. Không làm gì. Tắm mà mắc có cho tiền là mướn nó đi tắm. Cái nó hầu quá là chịu nổi. À có nghĩa là phải cho tiền ảnh mới đi cho tắm. Cho tiền mới tắm, không cho tiền không tắm. Vậy hả? Đó là bị tâm thần cả. Dạ, thì bị tâm thần. Dạ đúng rồi. Hay nó dầm mà nói cái nó mắc khở nó tối nó không chịu. Có một chiếu hết trơn đó. Đấy một chiếu. Vậy mà hỏi thế chối mà. Chối. Dạ, yeah, mắc cỡ. Vậy cũng còn biết mắc cỡ chứ. Dạ. Dạ. Thôi thì cố gắng hàng xóm giúp đỡ nhau. Dạ. Ok chị, em cảm ơn chị đã giúp đỡ gia đình. Để em chào gia đình cái em cũng về. Em cảm ơn. Rồi con chào bà nha. Dạ, con chúc sức khỏe bà nha. Dạ. Chào anh Út nha. Ráng giúp mẹ nha. Ráng giúp mẹ để tội nghiệp mẹ. Rồi đưa mẹ đi tắm rửa này kia ha. Đừng có đáy dầm nữa nha. Đáy dầm ghê lắm, hôi lắm. Chào ha. Kính thưa quý vị thân mến, vậy giờ đây thì Tú Vị xin được kết thúc video. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Và cũng nhân dịp đầu năm mới, Tú Vị xin chúc cho quý vị bước sang năm 2021 luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Xin kết thúc video nha quý vị nha. Hẹn gặp lại trong video sau. Xin chào tạm biệt. Chào lúc ha.